sẽ thấp. Ở đây mình sẽ gặp cái CT mà trên 30 dưới 30 đó bạn. Thì cái đó là cái tải lượng virus đó. Bạn đọc mấy cái thông báo của bộ đó ha, thì bạn thấy là cái tải lượng virus đó. Thì có nhiều bạn cũng thắc mắc mình là ủa sao CT trên 30 thì cho bệnh nhân xuất viện, ủa vậy là nhiều quá rồi. Nhưng mà này không phải, ý là nó quay 30 vòng, hiểu không? Nó tỷ lệ nghịch với lại cái tải lượng virus. Thì cái CT đó của mình mà thấp á, thì cái khả năng lây dưới 30 sẽ khả năng lây rất là ít nha. Là lúc đó người ta thả ra được. Nhưng mà khi mà thả ra, nhưng mà bạn lỡ bạn có phun vô mặt mà lỡ một người yếu thiệt là yếu, nó cũng có thể phát triển được như thường. Nên cái đó là đa số là vậy thôi. Nên cho dù về nhà tiếp tục người ta sẽ biểu bạn là gì, sau 14 ngày, thường sau 14 ngày bạn phải thêm 7 ngày. Bởi vì 7 ngày sau người ta quét người ta vẫn thấy virus. Mà thậm chí bây giờ thấy là 28 ngày vẫn có nữa. Vậy chắc ăn là 22, đúng không? Đó. Thì bây giờ mình sẽ nói từ từ ha. Bây giờ một người chích ngừa là vậy. Bây giờ một người không chích ngừa thì sao? Một người không chích ngừa thì nó có thể nhảy vô cơ thể bạn. Nếu bạn là người khỏe, người trẻ, bạn ăn ngủ đầy đủ, bạn vui vẻ yêu đời, bạn rất là khỏe mạnh, đúng, thì bạn cũng đẩy nó ra như thường. Nó đẩy nó ra như thường, đúng không? Thì người ta nói là 80% là vậy nha. 80% nhiễm là không có triệu chứng, hoặc triệu chứng rất là nhẹ, nó không có chạy được xuống phổi của bạn, nó chỉ nằm ở trên đường hô hấp trên thôi. Nhưng mà 20% là nó sẽ chạy xuống phổi của bạn nha. Thì 20% đó thì mà cái thời gian để nó chạy xuống phổi của bạn đó là thường là sau một tuần lễ. Như vậy thì trong tuần lễ đầu á, có thể tải lượng virus bạn từ từ nó, tại vì nó phải nhân đôi lên rất là nhiều. Nếu đề kháng của bạn kém, nhân rất là nhiều, thì nó bắt đầu nó chạy tót xuống dưới. Thì khi nó chạy tót xuống dưới thì là 20% đó, thì bạn bắt đầu có triệu chứng hô hấp. Khi bạn có triệu chứng đổ, khi bạn có triệu chứng hô hấp trong đó có 15% bạn nó bị nhẹ thôi. Nếu bạn không có bội nhiễm ha, thì lúc đó bạn sẽ ở nhà và bạn đọc cái bài của mình. Thì mình người trong tài liệu của WHO á, thì nó nói dưới 94%, nhưng mà mình cứ cho là 95 đi để nó yên tâm ha. Nếu mà bạn có một cái máy tạo oxy ở nhà, nếu lúc đó oxy bình thường của mình là 97, 98, nhưng mà khi mà bạn xuống tới 96 là bạn cũng đã thấy hơi khó chịu rồi đó, thì lúc bây giờ 95 đi, mình cho là 95 đi ha. Thì bạn cứ việc lấy oxy rồi bạn thở, bạn thở để nó tăng oxy lên, thì bạn tăng đề kháng lên, thì bạn tiếp tục còn chống đỡ với virus một mình bạn, đúng không nào? Chứ bây giờ thuốc diệt virus mình đâu có đâu. Remdesivir thì phải xài từng đầu, mà thuốc đó là thuốc chích, mình cũng không có nữa. Thì như vậy bạn thở oxy, bạn tăng cường thể lực bạn lên, bạn chống được. Kèm theo đó là gì? Do cái cơ chế cục máu đông này nó bắt đầu nó hình thành rồi đó, bắt đầu tới tuần thứ hai là có hiện tượng tự miễn xảy ra rồi đó. Thì mình, bạn đọc cái tờ giấy của mình, bạn sẽ thấy là gì, mình cái này mình cũng hơi cả gan đó. Rất là nhiều người là không ai dám khuyến cáo là xài corticoid ở nhà, nhưng mà mình là bác sĩ mà ha, thì mình viết rất là nửa mùa, đề nghị là các bạn phải gặp bác sĩ ngay. Ở trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể uống một liều này thôi. Mình mở đường cho mấy bạn coi đó, ha. Thì rất là may là Sở Y tế ok, mà ngay cả WHO cũng vậy, nó cũng bảo như vậy. Nhưng mà phải chú ý tác dụng phụ rất là nhiều. Thì lúc bây giờ bạn sẽ xài cái liều prednisone không ngừng cao đâu, chỉ cần 40 mg. Nó trung bình là 40 mg prednisone, hoặc là metin prednisone nó là 36 mg, hoặc là dexamethasone nó rẻ rời, bạn mua bạn uống 6 mg là ok. Dexamethasone á, 0.5 mg một viên đó, thì bạn mua 12 viên. Bạn muốn 12 viên, đúng rồi, bạn uống dexamethasone. Nhưng mà bạn phải chú ý, ví dụ như người đó tiểu đường, người đó bị gì thì tôi không biết. Bạn sẽ cân nhắc giữa cái lợi với cái hại ha. Để bạn tùy bạn lúc đó. Nhưng mà tại sao mình xài cái đó? Vì ngay đó nó bắt đầu có hiện tượng là miễn dịch, thì bạn chặn cái cục máu đông đó ngay cho tôi bằng cách bạn xài cái đó, bạn hiểu không? Chứ còn bạn để trễ quá mà nó thành rầm rộ quá là bạn phải xài tới nhóm tolizumab. Cái nhóm đó để xử lý cái viêm cấp tức thì ngay lúc đó,
không để xử lý cái sự hình cái màu đồng, màu đồng, 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 đúng không? Rồi bây giờ lỡ có cái cục nào mà nó lỡ hình thành rồi thì bạn nằm sấp, giống như tôi giải thích hồi nãy, bạn nằm chỗ nào bạn thấy khỏe bạn cứ việc nằm, tại tao biết thấy dễ chịu nằm, thấy cục ở đâu nó nằm đâu đâu biết đâu, bạn cứ nằm nghiêng qua nghiêng lại nghiêng tới nghiêng lựa theo tư thế nào miễn thấy dễ chịu thôi. Nhưng mà người ta thấy là nằm sấp cải thiện dữ lắm, tại vì cái thể tích phổi của mình ở sau lưng nó rất là nhiều. Đó, nên là bạn bạn thường mình sẽ nói là gì, lấy oxy ra thở, lấy corticoid ra uống, nằm sấp đi bạn, rồi có máy theo dõi oxy. Xong nhiều người á, cơ thể đề kháng tốt thì nhờ có chặn trước cái cơn bão đó rồi thì nhiều khi 10 ngày 2 tuần nữa rất là vui vẻ, thì tôi nghĩ rằng là chúng ta có thể giúp đỡ cái nhóm đó được với trình độ của mình, bác sĩ đa khoa thì ok, hiểu không? Còn hiểu. Nếu mà bây giờ cái nhóm nhập viện á thì bạn thấy là rất là nhiều cái vấn đề xung quanh cái đó, thành ra bạn ráng bạn giúp nhóm đó thì cũng ok thôi, nhưng mà cái hiệu quả của bạn cái số như vậy chỉ có 5% thôi ha. Nhưng mà bạn để cho cái đám 80% này, cái đám 20% này mà nó chạy, 15% này mà nó chạy vô bệnh viện thì nó sẽ hốt vi khuẩn trong bệnh viện và nó sẽ gây vi khuẩn nặng do bội nhiễm. Bạn hiểu ý mình nói không? Đó, 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 như vậy bạn 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 thấy là mình cần phải làm gì chưa? Thấy rồi. Ok, nhất trí ha. Thằng bác sĩ không mà nói sơ sơ là hiểu rồi. Như vậy thì bạn nhìn cái toa mà mình đề nghị á, thì cái phần trên là bạn nào cũng biết hết rồi, nhưng mà cái phần dưới mình biết nó rất là mập mờ mập mờ, bởi vì mình rất là sợ nhiều người. Đưa cái ta lên lại được mai. Mai đưa cái ta lên lại nữa. Đưa cái hình lên đi mai. Đưa cái đưa cái ta. Có cái hình cái toa lên đi mai. Toa. Ủa hồi nãy cái bài đó của bài PDF. Đúng rồi, cái đó là cái bài. Còn cái toa là cái PDF kéo, kéo kéo phía dưới phải không chị Quyên? Kéo phía dưới lên. Nó là PDF á. Alo, cái máy này là bộ tài liệu đó đúng không? Đúng rồi, mày mở lên đi. Ok, mở đi. Ừ, mày đọc giùm Quyên đi, mày đọc đi rồi mày hiểu không? Mày đọc mày hiểu, các bạn chắc cũng hiểu, mình bác sĩ hết mà. À. Đọc ha. Ủa, mọi người thấy đó, đúng không? Thì rồi bây giờ cái triệu chứng khó thở này, bạn đọc triệu chứng khó thở đi. Thì khi có thở nè, sốt thì lau nước ấm mặc đồ mỏng dễ thắt nhiệt. Thôi cái phần đó là bỏ qua đi, không biết ha. Sốt bỏ qua ha, rồi tới rồi khó thở nè. Số 2 là gì? Số 2 là gì Mai? Số 2 là thuốc giảm ho lông đàm. Mai bốt lên đi Mai. Đây. Mấy hẻ cái hình nó xuống. Giải thích cho Mi rõ không cho Mi? Rõ chị. Rõ. Rõ quá đi chứ mà bác sĩ đâu phải mình, đâu phải người thường. Nhưng mà giải thích theo người thường khó hiểu lắm nha. Không hiểu. Có nhiều người người ta cũng tò mò, ta hỏi mình giải thích là cũng hiểu đó. Dễ được. Thôi bây không giờ máy đọc lên cũng được. Vừa được năng số. Cái này mà khi mình xài cái máy mà CPAP, đó là mình xài cùng với lại cái máy. Nè thấy chưa? Chưa thấy. Thấy Mai ơi. Ủa Đào còn ở đó không Đào? Còn chị. Ừ, giải thích gì Đào thấy rõ hả Đào ha?